đừng săn vé concert Blackpink nữa, hãy thử đi nhà hát đi. Thay vì săn vé concert với giá trên trời, bạn hoàn toàn có thể tham dự một cuộc thi tài năng của một nhà hát nọ và thắng giải 100.000 đô la Mỹ. Trong bộ phim hoạt hình Sing năm 2016, khi nhà hát của ngài Buster Moon đang lâm vào cảnh phá sản và sắp bị tịch thu, anh quyết định lập kế hoạch mở ra một cuộc thi tài năng để khôi phục lại thời kỳ hoàng kim của nhà hát. Nhưng hiện tại anh đã rỗng túi, vét hết của cải mới góp được khoảng 1.000 đô la Mỹ để làm giải thưởng. Sau đó anh thông báo cho trợ lý Imposter treo dài, nhưng cô trợ lý Crowley đã không may rơi mắt giả và đánh nhầm thêm 2 số 0 vào đằng sau. Sau đó làm bay tờ rơi ra khỏi cửa sổ, rải rác khắp thành phố. Người người un kéo đến cuộc thi mà không hề biết số tiền này hoàn toàn không có thật. Nhưng liệu bạn có để ý nếu tôi chậm khung hình này, khi mắt giả của cô Crowley bay ra, bên trên có ghi Made in China. Thảo nào chất lượng tệ đến vậy, đó là khởi nguồn của tất cả rắc rối trong phim.